là hết 42.515.000, 16 triệu. Cái này thì mẹ vẫn chưa về đón. Xe mua. Chào tôi Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác anh chị và khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu đang có mặt ở cái nền móng nhà của bé Khánh. Và trước khi tiến hành xây dựng đổ dầm thì cháu Tuyên muốn thông tin với các bác, cô chú anh chị một cái khoản, đó là khoản làm phần móng này là các bác này. Thì cháu Tuyên sẽ thông tin cho các bác trước khi tiến hành xây dựng. Ngồi đi, Khánh. Ngồi đi. Đâu, đứa bé kia không về đây à? Không, nó không về. Sao nó đứng ở gần đường kia, sợ xe đi lại thôi. Khánh chào các bác đi. Vâng. Ừ, chào Khánh, xin chào các ông, các bà và các bác, các chú, các anh, các chị. Và em chào anh Tuyên. Ừ. Vẫn đi học đều chứ? Vâng. À, hỏi về thôi, để cho đỡ quên thôi các bác ạ. Đây là toàn bộ cái danh sách mà trước đó anh đã tổng hợp tất cả các khoản chi liên quan đến cái phần móng này, này của nhà em này. Thì do là cái lúc tiến hành ấy em cũng không có mặt ở đây. Thứ hai nữa là em còn đi học, anh tự làm hết. Với lại cái thời gian trước Tết đáng lẽ là anh em mình phải thông tin đến các bác. Anh cũng có thông tin một lần rồi nhưng mà chưa thực sự hết. Tuy nhiên hôm nay là anh em muốn thông tin rõ ràng và cả vật liệu trong cái thời gian vừa rồi vừa lấy chuẩn bị đổ dầm và lên gạch nữa các bác ạ. Dự kiến là sẽ lấy khoảng 2.000 viên gạch. Đấy, xây chiều cao thì sẽ là rơi vào khoảng 3m đến 3m1. Đấy là nhà trung bình, nó cũng không quá thấp mà không quá cao. Nó cũng vừa phải để ở được thì nó cũng rơi vào tầm đấy thì mới ở được các bác ạ. Sau thời gian cháu Tuyên chờ đợi các bác góp ý thì số đa là ủng hộ để mà xây chiều cao cũng như là cái không gian diện tích bên trong thì cũng đồng ý quan điểm cùng với cháu Tuyên là sẽ xây dựng theo như các nhà khác. Về tất cả các phần hiện tại đến bây giờ thì bao gồm như sau. Thứ nhất là phần đất là mua hết 30 triệu. Thứ hai là cái tiếc nước hai khối. Thì đây. Cái tiếc nước hai khối đây, 3.900.000. Nhớ chưa? Đây nhá, hóa đơn vẫn còn đây này. Đây là hóa đơn của tiếc nước này. Còn đây là hóa đơn của xi măng đợt trước làm cái dầm này. Tiền công xây dựng thì trước cùng với anh em thợ đồng ý quan điểm là chốt với giá cuối cùng là 42 triệu tiền công là hoàn thiện cả phần móng và căn nhà. Vật liệu thì các bác cũng đã được cho Tuyên theo theo sát từng cái hành trình một, là từng xe bột, xe đá các thứ. Đá hộc thì hết 3 xe các bác ạ. 3 xe đá hộc cộng với lại cái thời điểm vào ngày 25 ấy thì là 3 xe đá hộc và 2 xe bột. Ngày 26 thì có 3 xe đá hộc và 3,3 khối đá. Ngày 28 thì có 3 xe đá hộc và 1 xe bột. 29 thì có 2 xe đá hộc. 30 tháng 1 có 1 xe đá. 31 tháng 1 có 1 xe đá hộc và 2 khối bột cộng với 150 viên gạch và 10 bao xi. Thì đá hộc là tổng nhé các bác nhé. Tổng đá hộc là hết 14 xe đá hộc nhân với 4 khối đi 52 khối đá hộc. 52 xe đá hộc
cộng với lại cái xe sau là xe 3 khối 3, cái xe bé đấy các bác. Do là cái xe kia không đi lên được nên là thuê một cái xe khác lên thì chở 3 khối 3. Tổng là bằng 55 khối. Chỗ cái phần móng này là hết 55 khối đá hộp các bác này. Còn bột thì hết 12 khối cộng với một xe 2 khối nữa là 14 khối. Xi măng là hết 3 tấn rưỡi cộng với lại 150 viên gạch. Tổng vật liệu chi từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc cái phần móng là hết 42.515.000, chưa bao gồm cái téc nước. Và cái tiền công đã trao cho anh em thợ là 16 triệu. Trước đó thì Giao Tuyền cũng đã ghi hình. Đây là hóa đơn xi măng này. Còn đây là hóa đơn téc nước này. Đấy. Còn hiện tại hôm nay thì anh em cũng thông tin luôn về cái phần xi măng hiện tại đang có ở đây là 5 tấn. Cộng với sắt, thép, rồi là các cái đinh đóng, rồi là cuộn sắt 6 các thứ. Đây, cháu Tuyên sẽ thông tin cho các bác luôn nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2024. Thì hôm qua cháu có mua là 100 bao xi nhân với 90.000 một bao là bằng 9 triệu. Sắt đai là 35 cân nhân với 22.000 là bằng 770.000. Cộng với sắt phi 12 là 16 cây là 200.000 một cây thì bằng 3.200.000. Một cuộn sắt 6 và sắt 8. Tí nữa cháu Tuyên sẽ cùng với em Khánh đi kéo lên là 27 cân nhân với 22.000 là 594.000. 3 cân thép ly cộng với 3 cân đinh 270.000. Ván là 1 khối rưỡi. Ván kia kìa các bác này. Bên kia là 1 khối rưỡi là 4 triệu rưỡi các bác nhé. Tất cả những cái đồ mua này thì đều có hóa đơn. Và cháu sẽ công khai hóa đơn ở trên đầu video để cho các bác theo dõi. Bây giờ thì anh em mình cùng nhau đi kéo cái cuộn sắt kia lên nhé. Qua xe lăn xuống nó bị rơi xuống cái kia. Trước tiên thì hai anh em cháu Tuyên và cháu Khánh xin gửi lời cảm ơn đến các bác, cô chú, anh chị. Và gửi lời cảm ơn đến cha. Cái số tiền này thì cháu cũng cố gắng chắt chiu hết mình để mà sử dụng và tận dụng tất cả những gì có thể để làm. Các bác, cô chú, anh chị làm đến đâu thì cháu Tuyên sẽ công khai đến đó. Nên là các bác không phải lo. Về vấn đề minh bạch thì cháu luôn luôn rõ ràng và minh bạch cho các bác, cô chú, anh chị, đặc biệt là các nhà hảo tâm theo dõi. Để các bác biết được là tất cả những cái khoản tiền hỗ trợ này thì được sử dụng như thế nào và sử dụng vào đâu. Đấy. Còn tất cả chi tiết về những cái khoản chi lớn, bao gồm là chi mua đất hay là chi những cái khoản lớn, thì các bác, cô chú có thể theo dõi thước phim. Cháu luôn luôn có những cái thước phim chi tiết để gửi đến các bác, cô chú, để các bác nắm được cùng với cháu và biết được rằng là số tiền đó đi đâu. Còn những cái chi tiết như là một xe xi hay là một xe bột thì không thể nào mà cháu lên quay từng xe lên cho bác được. Nên là các bác hết sức thông cảm, vì xi đã về đến đây thì tức nghĩa là gì? Người thật việc thật, cháu nói là xi về rồi thì như là đây là tổng số xi mà hiện tại vẫn đang có ở đây. Và sắt đã về thì sắt là tổng số mà sắt hiện tại anh em đang làm ở trên kia. Và ván thì là minh chứng là cái đống ván ở trên kia các bác cũng đã được nhìn thấy. Và bất cứ một cái gì mà cháu nói thì đều có vật chứng cụ thể đàng hoàng, chứ không phải là nói suông mồm các bác nhé. Nên là các bác yên trí nhé. Bây giờ thì anh em mình đi kéo cái cuộn sắt lên nhé. Ở đây đã. Đập thế này thì bao giờ nó mới nhọn cho. Cái này thì mẹ vẫn chưa về đón. Chắc pin này. Hả? Đấy, hôm qua lăn xuống tận dưới kia kìa các bác. Ô, anh em lấy lên chưa nhỉ? Hình như còn một cuộn bé thôi. Khánh, Khánh đi lấy đi. Còn cuộn to anh em lấy về đây, chạy xuống lấy đi. Còn cuộn bé thôi các bác ạ.
Thi thoảng cuối tuần thì anh em mới được gặp nhau thôi. Còn những ngày thường thì cháu Duyên lên một mình và tự làm thôi các bác ạ. Cái này là để dùng vào cho lên trên cái cửa các bác. Còn thiếu sắt nữa. Thiếu khoảng 20 cân nữa để làm đổ ở trên phần nhà vệ sinh, để khi mà làm xong ấy thì mình sẽ để cái téc lên trên đấy để nước dự trữ. Không biết bạn này à? Không. Nhìn không quen. Chắc là bên này á là lúng lao xì lủng đấy à. Sùng là chứ nhỉ. Bên đây Khánh ơi. Đấy, các bác cũng được nghe cháu thông tin qua tất cả những cái khoản chi tiêu về vật liệu hay là tiền công của anh em. Các bác cô chú anh chị nào có thắc mắc về vấn đề nào nữa thì các bác có thể liên hệ cho cháu nhé. Cháu sẽ giải thích những cái giải đáp những cái thắc mắc của các bác để cho các bác yên tâm. Ngoài ra thì đợt trước cách đây có mấy ngày thì cháu có nhận được một cái sự hỗ trợ của cô Cao Thị Ngân và bà Thảo ở Hải Dương, là hỗ trợ cho Khánh 200.000 và bà Cao Thị Ngân cũng hỗ trợ cho Khánh là 200.000. Cái số tiền này thì mục đích là hỗ trợ cho Khánh đi học, nhưng mà do là như thế này các bác ạ, đi học thì tất cả mọi thứ thì là ăn uống thì ở nhà trường rồi, nên là không có gì phải lo. Với lại thời điểm này cũng là thời điểm sau Tết nên là cũng chưa có gì phải chi tiêu cả. Đến cuối kỳ là vào tháng mấy nhỉ? Hay nhỉ? Cuối kỳ là vào tháng mấy? Tức là tháng 6, tháng 7 như 2 đúng không? Cuối kỳ nó rơi vào khoảng tháng 5, tháng 6 gì đấy. Bắt đầu mới thi cuối kỳ 2. Thi cuối kỳ 2 thì bắt đầu mới sử dụng đến các khoản chi tiêu nộp học và nộp tiền giấy mua giấy thi đúng không? Ừ. Năm ngoái là nộp năm vừa rồi là nộp giấy thi kỳ 1 là bao nhiêu tiền nhỉ? 100 mấy nhỉ? Em không nhớ. Hình như là nộp là 90.000 hay sao thôi nhỉ? Đợt đấy anh đưa cho em 90.000 cộng với 50.000 tiền ăn sáng cái tuần đấy. Hình như là thế thì phải. Thôi, khi nào mà cần nộp thì bảo anh nhé. Còn trước mắt thì cái số tiền này cứ để vào đây, để nếu mà trường hợp làm nhà mà còn có thiếu đi chăng nữa thì mình có thể trích cái này ra để sử dụng. Đấy, tổng số tiền mà bé Khánh nhận thì trước đó cháu Tuyên cũng đã công khai trên kênh rồi, các bác cũng đã được nghe rồi. Tổng số tiền của bé Khánh là 64.665.600.000 đấy, chưa bao gồm tiền 150.000 của cha gửi. Thì nếu như cộng cả 50.000 đấy, 150.000 đấy thì là hơn 200.000. Thì sau thời gian anh em mình đã chi tiêu khá là nhiều, có lẽ là sẽ sử dụng để cố gắng chất chiêu đủ làm nhà cho Khánh. Dư phần nào thì sẽ để tiết kiệm cho Khánh đi học. Ngoài ra thì các bác cô chú anh chị nào thương và tiếp tục ủng hộ giúp đỡ nữa thì anh em sẽ chắt chiu và sẽ cố gắng để sử dụng những khoản đó để mà lo ăn học các bác ạ.
Đấy, vừa rồi Khánh cũng đã được nghe anh thông tin nhá. Anh thông tin thì không chỉ cho các bác đâu, mà cho cả em nữa đấy. Cho em nắm được nữa là các khoản tiền chi tiêu như thế nào và anh đã mua những cái gì, nhớ chưa? Có cái gì thắc mắc liên quan đến khoản tiền anh vừa thông tin không? Không. Khánh thì không biết nhiều đâu các bác ạ. Tại vì là phần lớn ấy, cháu Tuyên về làm ấy, thì Khánh đi học, nên là toàn bộ là cháu tự làm một mình thôi. Bây giờ thì gửi lời cảm ơn các bác thôi nhỉ. Những người mình cần cảm ơn thôi. Ví dụ như là ai chẳng hạn à, ai là người vất vả nhất ở đây? Hả? Làm nhà em thì ai là người vất vả nhất? Anh Tuyên và cha. Cha thì theo dõi từ xa thôi. Biết là cảm ơn ai cần thiết thì mình cứ cảm ơn thôi. Chào các bác đi, xong là cảm ơn. Cháu kính xin chào các ông, các bà, các bác, các chú và các anh, các chị. Cháu cảm ơn các bác, các chú. Anh tay cẩn thận vào. Và các bác, các chú đã giúp đỡ cháu. Giúp đỡ cháu và cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và các bác đã theo dõi hoàn cảnh của cháu. Cảm ơn ai nữa? Cháu cảm ơn cha. Con chứ? Con cảm ơn cha. Hết chưa? Rồi. Thì còn lấy vào là ai khổ nhất, vất vả nhất thì cảm ơn ai? Không đi nói câu gì, chán thế. Quên ơn à? Anh đến đây mà vất vả như thế, một câu cảm ơn không nói được à? Nói đi. Em cảm ơn anh Tuyên. Nói rõ ràng như thế chứ lại sao là phải nhớ nhá. Không có gì là khó khăn cả. Lời nói chả mất tiền mua. Sao mình nói làm sao để cho người làm người ta cảm thấy vui là được rồi. Anh thì chả cần gì đâu, chỉ cần em biết ơn là được rồi. Nhớ chưa? Ngoài ra thì em gửi lời cảm ơn bà Xuân với lại bà Thảo ở Hải Dương và bà Cao Thị Ngân nhé. Bà Xuân thì có ủng hộ cho em là 500.000. Thì trước đó anh cũng đã thông tin cho em lần rồi. Và bà Thảo ở Hải Dương ủng hộ 200.000. Và bà Cao Thị Ngân ủng hộ cho 200.000. Đấy. Bây giờ em chào bà Thảo và bà Ngân. Sau đó là cảm ơn các bà. Các bà đã hỗ trợ tiền cho em. Cháu Khánh xin chào bà Thảo và bà Ngân. Chào cảm ơn hai bà rất nhiều. Và hai bà đã gửi tiền cho cháu. Cháu cảm ơn hai bà rất nhiều. Chúc hai bà một năm mới, hai bà mạnh khỏe và gia đình bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hứa với các bác là những cái số tiền mà các bác giúp đỡ ấy, bản thân cháu cũng sẽ có trách nhiệm và sẽ chi tiêu và sử dụng làm sao cho nó hợp lý để bé Khánh cũng như là gia đình, căn nhà được hoàn thiện một cách suôn sẻ nhất. Cháu Duyên cũng sẽ cố gắng chắt chiu những cơ hội mà trước đó cháu cũng đã từng nói rồi. Tất cả các hoàn cảnh thì bản thân cháu thì cũng mới làm, nên là có những cái chưa thật sự làm hài lòng với các bác. Thì rất mong cô bác anh chị và quý khán giả có thể rộng lòng từ bi để mà bỏ qua, cũng như là góp ý trực tiếp thẳng thắn để cho cháu có thể rút ra những cái bài học kinh nghiệm để có thể xây dựng những ngôi nhà sau. Hiện tại bây giờ thì cũng đang chuẩn bị bắt đầu tiến hành thôi. Bản thân cháu thì cũng luôn luôn cầu tiến và luôn luôn học hỏi về tất cả những kinh nghiệm cũng như là những cái chưa thật sự làm được. Nên trước khi làm thì cháu cũng muốn thông tin với các bác về các chi tiết cũng như là phòng ở, phòng ngủ, làm sao để cho các bác định hình được là căn nhà của bé Khánh sẽ dựng lên được như thế nào. Bản thân cháu cũng rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người. Cháu sẽ cố gắng làm sao để ghi hình chi tiết về tất cả các hạng mục liên quan đến phần móng phần nhà của bé Khánh để cho các bác có thể theo dõi cũng như là quan sát một cách chi tiết nhất và đánh giá cũng như góp ý kịp thời để cháu có thể kịp thay đổi và làm sao để
bản thân cháu có thể giúp đỡ được cho bé Khánh tốt nhất. Cảm ơn các bác rất nhiều nhé. Bây giờ thì anh em cũng đang tiến hành làm rồi nên là các bác yên tâm nhé. Với căn nhà của bé Khánh thì có lẽ làm cũng sẽ nhanh thôi, tầm khoảng một tháng, hơn một tháng là xong rồi. Xong rồi thì bắt đầu sẽ cửa, mái rồi là các thứ, anh em cũng sẽ cố gắng thúc đẩy cái quá trình đó. Thợ thì năm nay cháu Tuyên cũng sẽ sử dụng thợ đợt trước làm cho cháu ở chỗ căn nhà em Thím ấy. Đấy. Đội thợ đấy thì cũng kinh nghiệm và làm cũng rất là tuyệt vời nữa. Anh em hôm nay là ngày cuối tuần nên là bà con đi chợ về. Về đây. Cái bể phốt này thì ở cái chỗ này vẫn còn thiếu đất này. Đợt nọ bà con về đào đất em có xuống không? Có. À em cũng xuống à? Có ừ. Hồ đào không? Có. Ừ. Đây chỗ này sao không đào vào? Hôm đấy anh không ở nhà, anh đi Hà Nội mà. Đây mai đào vào chỗ này nữa này. Vâng. Mai thì vẫn phải cho bà con xuống đào một lần nữa. Thế mới xong thì mình mới tất toán được. Đấy đào hết vào chỗ này này. Hôm nọ em chỉ đến xem thôi đúng không? Vâng. Ừ. Họ làm bao nhiêu lâu? Đất này này. Họ làm 2 ngày. 2 ngày á? Vâng. Mấy người làm? 7 người, hơn 8 người làm. 3 người á? 7 người, 8 người sao? 7 người, 8 người cả. Vâng. Mà 2 ngày liền á? Vâng. Ờ. Còn thiếu nữa đấy Khánh ạ. Bây giờ đổ cái dầm này, đổ cái dầm nó sẽ cao lên tầm này này. Thì đất nó sẽ vào trong này nữa cơ. Vào trong còn nhiều lắm. Còn thiếu nhiều đấy. Hôm nọ họ đào lên chỗ kia hết à? Ừ. Đào trên kia. 7-8 người đào 2 ngày thì cũng là mạnh mẽ đấy nhỉ. Không phải đơn giản đâu các bác ạ. Nói chung là cũng khỏe đấy. Cái này chỗ này thì chưa lún hẳn đâu. Thực ra thì nó vẫn có thể lún thêm nữa. Nhưng mà thôi thì đến lúc anh em xây thì anh em người ta sẽ xử lý. Đi lại nhiều nó cũng khắc lún. Cơ bản thì cũng gần được rồi các bác ạ. Đã gần ok rồi. Hiện tại bây giờ anh em đang chuẩn bị vào hoàn thiện rồi. Thử làm xem làm được không. Đấy đang ngồi chơi thì Khánh thì ông này ông làm một mình, anh em thợ thì mỗi người một việc thôi, đội thợ thì công việc hết thôi. Khánh đang thử làm một bao xem như nào, sốt ruột là đang chuẩn bị có nhà mới đấy các bác ạ. Đấy cứ làm đi rồi biết là nó vất vả như thế nào. Hai bạn cố lên. Chân này hỏng rồi. Chân này hỏng rồi. Còn lâu nhá. Còn đi được cái thế này bỏ không. Cố lên. Thế mà hôm nay sáng nay một mình vận về đây phải mấy tấn rồi các bác ạ. Tiếp đi. Thử mấy bao xem là như thế nào. Xem lao động với người lớn tuổi thì dễ kiếm tiền hay không. Một ngày công có 100-200 nghìn đấy. Thử xem nó vất vả như nào. Các bạn thì còn trẻ như bé Tính chẳng hạn. Chưa có sự trải nghiệm ngoài đời thì cứ tò mò và cứ muốn là mình lớn lên. Thế thì hỏi các bạn ấy là lớn lên như thế thì các bạn có thấy vất vả không? Các bạn bảo không. Thế thì cứ đi ra ngoài đi. Ra ngoài kiếm tiền xem là nó như thế nào. Lăn đi.
cố lên. Bác xin 50 cân thôi đấy. Các bạn mà muốn đi làm thuê ấy, thì các bạn phải đủ sức, đủ tài để đi làm thuê. Đấy, học không được và học không giỏi thì chỉ có đi lao động chân tay như thế này thôi. Thực ra thì mình là người dân tộc và người lao động thì làm nó cũng bình thường. Bán hết sớm đi anh. Có nhà mới là phải làm một tí thử xem nó như thế nào chứ nhỉ, anh nhỉ. Cố lên. Mệt không? Có. Đấy, như thế thì mới biết là cái cuộc sống nó vất vả như thế nào đấy. Ra ngoài không dễ kiếm tiền đâu em ạ. Vất vả lắm đấy, không dễ dàng đâu. Đấy, như người ta làm như thế này á, một ngày có trăm hơn trăm nghìn tiền công thôi. Thử làm 1-2-3 nữa đi, xem là nó như thế nào, cảm giác ra sao. Nói chung là cho các bạn này trải nghiệm xem là như nào. Thực ra thì cũng không nặng lắm đâu các bác ạ. Đối với các bạn nhỏ thì hơi nặng một tí, nhưng mà phải cho các bạn thử xem thôi. Bản thân mình thì bản thân cháu Tuyên thì làm từ đầu đến cuối. Căn nhà của bé làm từ A đến Z thì cũng chả kêu than gì cả. Có những hôm, ví dụ như các bác nhé, như cái đồng ván kia, một mình cháu tự hạ xuống, về đến đây tự hạ xuống, lái xe không hộ cũng tự hạ, rồi là tét nước rồi các thứ. Cái hôm mà ở chỗ đầu nhà em Hiệp, các bác cũng thấy là cháu Tuyên một mình tự hạ 10 bao xi, hạ trên xe xuống, rồi là giờ ô nhân thì mà uối thỉnh ít thỉnh nhất thì mà tao 16 rồi mà ô nhân thì hai dung uôn lắm mà uối dầu kiểu mà chỉ một giò này. Sinh thỉnh một hai tôm mà. Có cần anh hộ không? Không. Không à? Cố lên, sắp xong rồi, còn có mấy bao nữa thôi, hơn chục bao nữa thôi. Tại vì ở đây là anh em thợ người ta thuê công nhân thôi mà, mình làm thì mình hộ được cái gì thì hộ thôi các bác ạ.
Đang làm hai người mà sao lại còn mỗi mình thôi? Đang làm hai người mà. Lại không thích làm với mình nữa à? Ôi. Gần xong rồi nhỉ. Ồ, thế này thì vừa trả thừa à? À, vẫn lắng đáy à? Đào lên làm lại thôi. Đi kiếp sau đi nhá. Kiếp sau. Này vui lắm. Đấy, nhanh đấy nhỉ. Sáng giờ đã làm xong một cái bể phốt rồi. Còn ngăn nữa chứ sao không ngăn không chát luôn thế? À. Ừ. Em tưởng là ngăn xong chát chứ. Em cao đẳng thợ xây đấy còn gì nữa. À, thế cả. Nào mới nói thế. Cao đẳng chứ. Sắp lên cao học bây giờ rồi. Cố lên. Đấy, thấy thế nào? Bây giờ thì thấy việc học ngồi ở trên lớp với so với lúc mình đi làm thì cái nào sướng hơn? À, Khánh? Học sướng hơn. Học sướng hơn à? Vâng. Đấy, mình so sánh cái cường độ làm việc như kiểu là nông dân với lại cán bộ thì nó khác nhau như thế nào đấy? Cán bộ người ta làm việc cuối tháng lấy lương thì người ta chỉ ngồi ở trong phòng điều hòa thôi. Còn như mình thì lao động chân tay thì phải đi phơi mưa phơi nắng như thế này.
Đầu xuân năm mới, cháu Tuyên xin gửi lời kính chúc sức khỏe và chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Hiện tại thì nhà cháu Tuyên cũng có rất nhiều sản phẩm để cho các bác lựa chọn cũng như là sử dụng. Đây là mật ong bạc hà. Cháu Tuyên tuyển chọn ở bản làng về bán cho các bác. Những cái sản phẩm ngon như thế này các bác nên sở hữu cho mình và nên có ở trong nhà mình một hai chai để mà sử dụng. Đây là mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong khoái thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, mật ong khoái rất là tốt và rất là đẹp nhé các bác nhé. Tất cả những sản phẩm ở nhà cháu Tuyên như là mật ong ngâm hoa đu đủ đực này, và có sẵn hoa đu đủ đực như thế này để các bác về các bác tự ngâm, hoặc là trà sơn mật hồng sâm. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe. Đây là măng mầm. Và một món nữa, đây là chè. Đấy, chè san tuyết của thụ Hà Giang các bác nhé. Cháu Tuyên đã đóng gói và hút chân không như thế này. Cô bác anh chị nào quan tâm đến sản phẩm của cháu thì liên hệ cho cháu. Và đầu xuân năm mới, cháu Tuyên có một chương trình tri ân khách hàng đặc biệt gửi đến quý khán giả và tất cả các nhà hảo tâm, cô chú anh chị và những người sử dụng và quan tâm sức khỏe của mình. Thì ví dụ các bác mua 5 chai mật ong như thế này nhé các bác nhé. Đây là 5 chai nhé, 5 chai mật ong bạc hà. Các bác sẽ ngay lập tức được tặng một chai cùng loại và cùng kích thước luôn. Đấy, thì khi mà các bác nhận thì các bác sẽ nhận 6 chai, nhưng các bác chỉ có thanh toán 5 chai thôi. Đấy. Còn mật ong khoái, khi các bác mua mật ong khoái thì cháu bán 4 chai như thế này, cháu sẽ ngay lập tức tặng một món quà cho các bác. Đây, đó là thành 5 chai, nhưng các bác chỉ có thanh toán 4 chai này thôi, còn chai này là khuyến mại. Và ngoài ra thì khi các bác mua một chai như thế này, hoặc là mua một chai mật ong bạc hà như thế này, hoặc là mua bất cứ sản phẩm nào của nhà cháu Tuyên thì các bác đều được có quà tặng. Sự lựa chọn của các bác khi mà các bác mua 3 chai như thế này nhé. Đấy, mua 3 chai như thế này cháu sẽ tặng cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Một là các bác sử dụng măng mầm để về nấu cho gia đình mình ăn, hoặc là các bác có thể sử dụng trà sơn mầm sâm như thế này. Đấy, hoặc là cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác những cái món quà mà các bác yêu cầu ở trong giỏ hàng của cháu Tuyên. Và trong cái gian phòng nhỏ nhỏ này thì cháu sẽ gửi tặng các bác những cái món quà đặc biệt. Đầu xuân năm mới thì cháu Tuyên cũng có những cái sản phẩm tri ân và gửi tặng đến các bác, cô chú anh chị nào đã mua hàng và sẽ mua hàng của cháu Tuyên thì ngay lập tức các bác sẽ được tặng một trong những sản phẩm ở nhà cháu Tuyên nha các bác nhé. Có rất nhiều sản phẩm ở đây, thì cũng có những cái chai chẩm chéo như thế này. Chai chẩm chéo này thì các bác cũng còn khá là lạ, khi mà mua về thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi, cho ra bát rồi là các bác vắt một miếng chanh vào là các bác sử dụng thôi, bởi vì là cái này đã được pha sẽ chế sẵn rồi, làm nước chấm hoặc là các bác có thể chấm hoa quả, chấm bất cứ một cái gì. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. Và bây giờ cháu Tuyên mời các bác sở hữu cũng như là mua cho mình những cái sản phẩm nông sản địa phương tốt cho sức khỏe để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.